của cô Trung Huy. Bác sĩ ơi, nhận được tin đang vui, bà thác qua đời. Bác sĩ ơi, cháu là cháu bác, con của cô Trung Huy. Bác sĩ ơi, ngày hôm nay ba mất mà cháu bác là con của bố Trung Huy. Ba ơi, con không về được chiều tang ba. Bác sĩ ơi, nay cháu bác con của bố Trung Huy. Ơi, con ở nơi xa, con nhân người đôi lời. Bác sĩ ơi, con khóc gọi ba, con thương ba thì như bố như mẹ của con. Bác sĩ ơi, rồi một mai cháu bác con của bố Trung Huy. Ba ơi, ở phương xa con về về thì còn đâu ba nữa trên đời. Ba xin ơi, ba ơi, cháu bác con ở phương xa con nhận người.
bà ngoại ơi, hai trong ngoài hai trong minh anh được đón một mẹ vui. Bà ơi, hai trong ngoài cháu lặng minh anh con gặp mẹ vui. Bà ơi, đúng là có cây bà ngoại ơi, qua ông có bà sinh ra mẹ cháu. Bà ơi, để ngày hôm nay có đời hai trong ngoài là cháu minh anh của bà. Bà ơi, bà như tấm gương sáng để mà các trong được cày được nghề trong bà ngoại ơi, từ đây trở đi chẳng bao giờ các trong được nhìn bà được rồi. Bà ngoại ơi, cháu lòng minh anh lòng đón con mẹ vui vẫn có người bà ơi. Bà ơi, bà hồn nền chi vi bà ngoại ơi. Quý vị ra bàn uống nước.
Để tiếp theo, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng kính mời lễ viếng của gia đình anh chị Đạo Trong cùng với các con cháu vào làm lễ dâng hương. Xin được trân trọng kính mời. Quý vị các bạn để chia buồn cùng tăng quyến.